Rồi cô chú ơi, mình cháu mời cô chú mình vào đây chỗ ngồi đi ạ. Ở trên tay cháu đang cầm cái gì cô chú biết không ạ? Rồi cái này chắc là ai cũng biết. Nhưng mà cho cháu hỏi cô chú, mình có phát hiện là áo phao để đâu chưa? Trên bà. Ở đâu ạ? Trên bà. Rồi, chính xác. Rồi, chính xác là người biết bơi phải mặc trước. Người biết bơi thì mặc trước, đàn ông khỏe mạnh thì mặc trước. Chứ rất nhiều người sai lầm cái việc là mình mặc, mình cứ lây hoay mặc cho vợ, mặc cho con, đến lúc là vợ con dìm cả ba xuống. Mấy năm trước, chúng phải chia sẻ với chú là những cái tàu du thuyền này này là không có màu này, mà nó là cái màu của khuôn ấy, cái màu như bàn ghế mình đang ngồi này, màu vàng là màu vàng chín ấy. Nhưng mà cách đây mấy năm thì thành phố Hà Nội đã ra quyết định là yêu cầu tất cả nhà tàu sẽ sơn phía bên ngoài là màu trắng. Còn lý do nhất là để làm nổi bật cái vẻ đẹp của vịnh Hạ Long. Thứ hai nữa là chẳng may mà gặp sự cố á, thì cái đội cứu hộ người ta thì cái màu sơn trắng nó sẽ phản quang lên đèn thì sẽ hơn cái màu kia thì rất là khó cứu hộ. Đây là hai cái lý do. Và Hạ Long này là rất chuyên nghiệp, vậy thì về một cái nhà tàu nào đều phải lắp hệ thống lọc chất thải trước khi mà tham gia cũng có hành trình trên vịnh Hạ Long. Nếu những nhà tàu nào không lắp cái hệ thống lọc chất thải thì sẽ không được sử dụng của hành trình. Nếu những người ta bắt được và vi phạm người ta sẽ cho được. Bằng khác các bạn giữ kỹ tay.
chưa có tới. Để nó nói mấy lần rồi trời ơi, chị hỏi quá. Nói nha. Con tìm cho một người, nếu mà có thì con không đất đâu thôi. Con có không đủ cho con.